mới thành ra là tấm đất mình làm như lớn tập lại lên cái này rượu cũng vậy, rồi gây đốt cũng vậy. Đặt út rồi đặt hút rồi đặt cái gì cũng đặt hết trơn á, rồi đổ rồi nó giờ về cũng bỏ không được. Ủa gì có tay hai đọc rồi vậy? Mình tự nghĩ thì mình tự uống phải không? Mình tự làm, mình tự uống. Bỏ không được, nghe mất tự quá. Trời ơi, tôi đó tôi hút thuốc, hút rượu cái lóc đó chứ. Mà tôi bắt ông lên uống cay rồi là tôi bỏ, tôi bỏ cái mọt. Mà nói bỏ không được là thấy người đó chưa đủ ý chí. Chưa đủ ý chí kiên cường trong cuộc sống. Cái kệ trên thì ra khoảng nhiêu chị Duyên phải tắt phải không? Ra như được không? Làm cái kệ hả? Chị nhỏ cho nó để ruột ngọt được nữa. Nó làm bằng vậy luôn đi, mà nó hết thuốc rồi, nó bằng vậy. Dạ, bằng hết này luôn hả? Dạ. Cái nó bự gì đi ha? Dạ, nó bằng cái cục tư tư này. Này hả? Dạ. Nên là thiếu chút gì cũng được hết á. Dạ. Ủa, mà làm gì nó đâu có đẹp đâu, vậy đâu, để đâu, đâu, bằng, dạ, để đâu. Được ruột ngọt là nhỏ thôi. Bằng cái ruột để dừng hai tấc luôn được rồi. Bảo lãnh biết là gì tôi để làm cái cậy nhưng tới đây thì tôi giữ xấu lắm. À có hà hà đây ngăn dưới đây ngăn lại đây ngăn lại hai ngăn nè, mình làm cái cậy nhỏ mình để cái đường một cột như đây nè, còn cái thớt nhỏ đây nè. Ở đây nè hai tấc nè, tại vì biết hai tấc thì mới gặp con trẻ gần hai vừa đó. Nè thử. Chú mình làm đây làm cái gì là chú trồng cái gì đấy. Ở đây được được ngọt. Cái dụng hết nhỏ ra để uống mở cái hai cái trứng rồi.